Cũng trong sáng nay, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với thị trưởng thành phố Sakai. Cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cùng các thành viên trong đoàn. Thị trưởng thành phố Sakai, Nagafuji Hideki cùng đại diện các cơ quan của thành phố Sakai đã tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, thị trưởng Nagafuji Hideki hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng tại thành phố Sakai, đồng thời thông tin cùng đoàn một số tình hình kinh tế xã hội, xúc tiến kêu gọi đầu tư và quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua. Thay mặt đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thị trưởng Nagafuji Fuji Hideki, bày tỏ sự vui mừng được gặp lại ngài thị trưởng sau thời gian dài chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương của thị trưởng, đặc biệt là duy trì các cuộc đối thoại trực tiến thường xuyên giữa hai địa phương. Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ hy vọng trong năm 2023, thành phố Sakai và Đà Nẵng sẽ cùng nỗ lực để triển khai nhiều hoạt động chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 21 tháng 9 năm 1973, 21 tháng 9 năm 2023 đồng thời trân trọng mời thị trưởng thành phố Sakai quan tâm kết nối, tổ chức đoàn tham dự sự kiện cũng như cử phái đoàn doanh nghiệp, đoàn nghệ thuật sang tham dự biểu diễn tại lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản đà nẵng năm 2023.